Thật ra câu hỏi của bạn cũng là điều mà rất nhiều lông thủ mới tập chơi đắn đo và băn khoăn. Trước tiên thì mình sẽ sơ qua những điểm tương đồng của hai cây vợt này, đó là đều thuộc lối chơi công thủ toàn diện, hơi thiên công, đều có trợ lực cho lông thủ có cổ tay chưa được khỏe. Và giá cả của hai cây vợt này cũng không chênh nhau là mấy. Về phần thông số, Hammertech Moto có trọng lượng 84g, thân vợt có độ cứng trung bình, điểm cân bằng 295 và mức căng dây tối đa là 30 lbs. Còn Axford Canon có trọng lượng 84,5g, độ cứng của thân vợt cũng ở mức trung bình, điểm cân bằng 293 và mức căng dây tối đa lên đến 31 lbs. Nhìn chung thì cả Axford Canon và Hammertech Moto là hai cây vợt cùng chung một phân khúc, dễ đánh, dễ thuần và rất phù hợp cho những anh em nào đang làm quen với bộ môn cầu lông. Điểm khác biệt đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy chính là thiết kế. Cá nhân mình vẫn giữ nguyên quan điểm là những cây vợt dòng Hammertech nhà Li-Ning luôn có bề ngoài rất bắt mắt và nổi bật. Mình cực kỳ thích kiểu phối màu đồng đều cân xứng hai bên khung mới của năm 2024. Còn cây Axford Canon thì mang lại vẻ khỏe khoắn và thể thao. Về mặt tấn công thì mình đánh giá cao Hammertech Moto hơn, cho cảm giác tấn công tốt, tốc độ nhanh, cầu đi cắm hơn. Còn Axford Canon tấn công cũng ở mức độ tốt trong tầm giá. Có một cái mình không thích đó là nó hơi rung trong những pha tấn công dồn dập. Nhưng cũng không thể trách được vì nếu cây vợt này mà hoàn hảo quá thì không có cái mức giá xấp xỉ gần một củ đâu mọi người ạ. Về mặt phòng thủ hay phản tạt thì hai cây vợt này đều đáp ứng ở mức độ ổn. Đối với mình thì Hammertech Moto sẽ nhỉnh hơn một chút bởi đua vợt mỏng và dù sao thì nó cũng thuộc dòng vợt chuyên về điều cầu kiểm soát. Chung quy lại thì vẫn là ở anh em. Anh em muốn có một cây vợt thiết kế bắt mắt và nổi bật, tấn công ngon, điều cầu phản tạt hay phòng thủ ở mức độ ổn định thì chọn Hammertech Moto. Còn muốn có một cây vợt giá rẻ, mọi thứ ở mức độ ổn định và dễ thuần, dễ chơi hơn thì chọn Axford Canon. Cả hai cây vợt đều có trong phần giỏ hàng, mọi người có thể bấm vào để tham khảo nhé.